Rồi, hello anh em. Thì như tiêu đề ha, mình mới ngủ dậy là mình phải quay cái clip này. Biết vì sao anh em? Tại vì lát nữa khách qua lấy R15M, không có xe để quay cho anh em nữa. Đây là một cái chiếc xe mà bên mình từ lúc mua mới nha, là chỉ qua bên mình chăm sóc thôi chứ không đi đâu hết. Tại vì xe nó đẹp lắm anh em. Tại khi về mà chăm sóc đi xa về á, mình rửa hết tất cả, mình dưỡng lại. Mình rửa lại tất cả cho anh em rồi, thấy không? Nên nó đẹp, xe mới hoài luôn, xe đi gần 8-9 ngàn cây rồi vẫn mới hoài luôn. Quay qua đây nè. Mới hoài luôn. Nói chung là rửa đúng cách, và bảo dưỡng đúng cách là xe nó mới hoài luôn nha anh em. Đó, xe này là vô, bây giờ mình vô mình dưỡng vỏ cái nữa là xong. Đó, xe dưỡng vỏ nhiều là vỏ mới nè anh em. Rồi, đi vô đây. Bữa nay xe quá trời luôn nha anh em. CB650 nè, siêu can siêu lướt nè. Con này mới đi mấy ngàn cây à. Con này cũng vậy nè. Đó, con này nhiều đồ chơi, con này siêu can siêu lướt rồi sao anh em, nhỉnh siêu nè. Đó. Đó. Có cái bộ độ mười mấy triệu nữa, xe này mình có quay rồi. Đó, anh em nào mua thì liên hệ. Sổ bảo hành đầy đủ. Rồi. CBR250 chỉ có 9 ít triệu thôi nha anh em. Con này đã lắm nha. Đây. Con này bình dầu, cái bình dầu này không là 3 triệu rồi nè. Đó. Bình dầu không 3 triệu, tay Rambo à, bóp đã lắm, tay Rambo qua đây nè. Đó, tay Rambo không bóp đúng sướng không. Cho anh em nghe tiếng bô, cây bô riêu, cây bô nó gần 7-8 triệu á anh em. Đó. Con này chỉ có 92 triệu, mình bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Xe đẹp lắm, nói chung là quay ngang qua cho anh em coi xe đẹp. Rồi cái em CB này thì mình có quay cái clip là đi mua nè, để anh em chuẩn bị coi là bán xe lướt lời bao nhiêu á. Em CB 3.000 cây nè, là bán xe lướt lời bao nhiêu tiền á. Con là lời đúng 2 triệu là anh em coi clip anh biết ha. Mình có đăng clip đầy đủ từ lúc đi mua và giá tiền thu với lại chủ xe, rồi đi về, rồi trừ các chi phí ra. Đó, lời bao nhiêu đó, xe đẹp không? Quay anh em coi, xe mới tinh luôn. CB 300, 8 mấy triệu. Rồi Ninja 400, 100 mấy triệu rồi. Đẹp cực kỳ luôn. Rồi bây giờ sẽ vô vấn đề chính. Đó là quay xa, em thấy đủ hai con không? Thấy đủ hai con không? Là mình sẽ nên mua R15 mới hay là R3 cũ? Ở đây có hai con xe lướt cùng mô đo luôn. Con này là 2.000 mấy, con này cũng 2.000 mấy. Hai con cùng mô đo thì anh em thấy hai con cùng mô đo thì chất lượng mới nó phải cùng như nhau. Thì con này mới khoảng 90 mấy triệu. Con này cũ bên mình đang bán là 100 triệu nha anh em. Con này là đúng 100 triệu luôn, không bớt không phích gì nha anh em. Mình lời có mấy triệu à, anh em mà kêu phích nữa là chết luôn á. Đó, thì anh em nhìn sơ đi ngoại hình hai con. Cái đầu tiên là dàn đầu, em quay cái đầu bên đây xong rồi qua cho anh em nhìn cái đầu bên kia. Thì có thể thấy thì R15 có thể nó gắt hơn luôn anh em. Nó gắt hơn luôn. Đó, R15 có thể nó gắt hơn. R3 có thể hiền hơn xíu ha. Rồi, thứ hai là quay cho anh em thấy hai cái bình xăng. Đó, thì ở bình xăng R3 anh em sẽ thấy là đương nhiên phân khối lớn thì nó sẽ bự hơn chút xíu. Rồi, qua bình xăng kia. Cái phần vàng bàn thờ xe. Đó, phần góc lái á. Quay ra đây góc lái. Có thể thấy là hai xe na ná giống nhau ha. Và cái đồng hồ cũng na ná nha, nhìn kỹ là khác nha anh em. Đó, cái là hai đồng hồ. Đó, mở lên anh em xem. Nó đồng hồ bên con R15M có thể là nó sẽ sắc hơn một chút xíu. Con R15, con R3 thì nó nát hơn chút xíu. Đó, phần ghi đông thì na ná giống nhau, nhưng mà R3 lúc nào cũng phải bự hơn. Tại vì anh em hay hiểu một điều gì nè. R3 tới 321 phân khối. Rồi tới thêm hai cái đuôi. Có thể cái đuôi con R15M này nó có thể là, theo đánh giá em thấy nó sao, em mà người mới chơi xe cameraman thấy hai đuôi này sao? Đuôi nào đẹp? Nhưng mà đuôi nào đẹp hơn? Theo em thì nếu mà đuôi luôn R15 đẹp hơn. Ồ, anh cũng thấy vậy rồi, đuôi này thì nó hơi nhọn. Cái đuôi cái chó này nè, cái này nè, cái miếng này nè, nó giống như con Exide 155 nữa. Cũng R3. Ừ. Rồi. Và cặp lớp để mình coi cặp lớp của nó nè, thông số thì nó nằm ở đây. Lớp này thì lớp zin theo xe hết thôi. Hai con này đều mới thì lớp nó lớp zin theo xe. Rồi. Thì lớp của con này á, sao qua tìm không thấy đâu. À, mới sáng ngồi dậy à, 140 17.
140/17 thì con quỷ này thì cũng 140/17 luôn, có nghĩa là thông số lớp hai cả hai con đều bằng nhau đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ anh quay ra, cứ quay ra trước cho anh em. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi thực tế thử hai con ha, để mình cảm nhận luôn đó. Đó thì cái con này thì đối với người 1m7 là vừa đủ nha anh em, vừa đủ luôn, nói chung là cũng ok đó. Cảm giác lái thì nó hơi chồm, nó khiến mình chồm. Rồi đèn thì anh em tự đánh giá hai cái đèn nha. Đó, anh em tự đánh giá đi, phải quay lẹ tại con này khách cọc rồi anh em đó. Rồi qua con này thì con này thì nó nghiêng về sport city nhiều hơn, nó chạy thoải mái hơn nha anh em. Con này leo lên con R15 á, làm R15M là cảm giác nó chồm liền. Còn con này thì không có nha anh em, nó thoải mái hơn nhiều, ngồi cũng đỡ cấn CU nhiều đó. Và con này thì có rất là nhiều công nghệ ha, tuy nó chỉ một trong phân khối thôi, là nó có traction control, hệ thống kiểm soát lực kéo. Mình ngồi con này mình phải chỉ con này để cho anh em hình dung, không anh em tưởng mình nói con này traction control, hệ thống kiểm soát lực kéo, thì con này vẫn có ABS luôn. Và con heo trước thì nó ngon, con heo trước là một cái hãng con của heo Rambo. Rồi cái này nó có kết nối với điện thoại luôn, motorcycle kết nối Yamaha nào kết nối đó. Cái này anh em tải app về để kết nối, anh em có thể nghe gọi trên cái màn hình đó đó. Rồi con này có quýt ship luôn, tại nên nó mắc như vậy, nó tới 90 mấy triệu. Nhưng mà để mình sẽ phân tích cho anh em là vì sao chọn con này và vì sao chọn con này. Thì đối với những người mới chơi phân khối lớn á, nếu như mà anh em dư giả thì anh em chọn con này cũng được. Tại vì thứ nhất á, là nó bảo trì nhẹ, 150 thì nó bảo trì giống như ẹt thôi đó, chỉ nó nhích nhích hơn chút xíu thôi, vì vỏ bự rồi sơn nó to rồi đó, thì nó nhích nhích hơn con ẹt chút xíu xíu thôi, thì nó cũng giống như ẹt, thì na ná vậy. Một máy dễ bảo trì bảo dưỡng, và anh em tập chơi anh em dễ thuần, anh em đam mê sport thì anh em leo lên cái dáng thì anh em kiểu như là nó dễ cảm nhận, nó nhẹ dễ cảm nhận, từ từ mình đi lên phân khối đó thì nó dễ cảm nhận, và nó nhiều công nghệ cho mình. Bây giờ R15M thì có ABS rồi, còn R15M3 hồi xưa không có. Còn đối với anh em chọn con này á, bởi vì giá nó cũ thì nó tốt, nó cũng ngang ngửa nhau, trên lệch có 2-3 triệu thôi. Con này mình bán 100 triệu mà xe vẫn lướt nha anh em, xe lướt nha. Thì đối với con này thì anh em muốn mạnh, con này mạnh lắm, 300 phân khối là nó mạnh, không ai qua nó được, kể cả Ninja 300. Ninja 300 sắp tới cũng sắp về, Ninja 300 không có qua được. Rồi hầu như cái phân khúc ZX25R cũng không qua nó được luôn đó. Thì nó 321 phân khối, nó mạnh lắm, con này gia tốc nó mạnh, chạy đâm hậu cũng mạnh nữa. Thì nó mạnh với lại nó 300 mấy phân khối, anh em mà muốn cảm giác thích tốc độ hơn chút xíu, hoặc là bảo dưỡng nhiều hơn chút xíu, thì anh em có thể suy nghĩ tới R3. Thì R3 này không có cái công nghệ nhiều bằng cái con này luôn nha anh em, khẳng định luôn, nó chỉ có ABS thôi, ABS trước sau đó. Và con này có thể quay cho anh em xem là ở đây có xi nhan nè, biển số đúc gầm nè, thấy không, rất là đẹp đó. Để cho anh em nghe tiếng bô R3 nha đó. Hai máy thì tiếng nó đều lắm, nó đều. Thì như anh em đã biết á, hai con cùng ô đo thì nó phải đẹp giống nhau. Đẹp tuyệt vời luôn. Con này hầu như là không có chạy xước gì luôn nha. Con R3 nè. Đó, rồi cho anh em nghe tiếng máy của Yamaha R15M, R15 mày đó. Một máy thì nghe nó giống như Exciter thôi, chứ có cái gì mà đặc biệt. Đó thì đây là hai con xe mình nêu ra cảm nhận. Có thể cái chiều cao yên của con R3 nó thấp hơn cái con R15 luôn. Đây là một cái cảm nhận thực tế. Đó, anh em đi, anh em suy ngẫm nha. Suy ngẫm là mình sẽ chọn nào, R15 cũ, R3 cũ lướt hay là ER15M. Đó, hai con ngang nhau luôn, giá nó ngang nhau luôn. Đó, con này là xe mới, còn cũ bên mình là bán rẻ hơn xe mới 20 triệu nha anh em. Đó, rẻ hơn xe mới 20 triệu. Thì con này đã cọc rồi cho nên mình phải quay liền để cho anh em xem. Đó, thì đối với anh em thì anh em sẽ chọn con nào? Đó, đối với anh em sẽ chọn con nào? Thì theo mình á, nếu như thích tốc độ thì chọn con này, còn mới trải nghiệm thì chọn con này. Cả hai con mình thấy đều có một cái nét đẹp riêng, và bởi vì bây giờ mình thấy Yamaha thiết kế xe rất là bắt mắt nha anh em.
bắt rất là bắt mắt. Còn về cái độ bền thì củ bền tại người nha anh em, củ bền tại người. Anh em đi mà anh em phá, anh em cứ max speed, anh em cứ bỏ dở đầu bốc đít thì anh em đòi nó bền sao mà bền được đó. Còn anh em đi mà cứ bảo trì bảo dưỡng giống như xe khách của mình, cứ đi về là bảo dưỡng toàn bộ, cứ đi về bảo dưỡng toàn bộ thì xe biết chừng nào nó mới hư, biết chừng nào nó mới hỏng hả. Thế đó là củ bền tại người. Còn thấy Yamaha dạo này thiết kế rất là bắt mắt, rất là thời trang luôn, và rất là đặc biệt. Yamaha một cái điểm đặc trưng của nó là rất là trẻ trung, kể cả dòng xe cổ điển của Yamaha nhìn nó rất là hiện đại trẻ trung đó. Nhưng mà đặc biệt cái là khi mà ông Yamaha ông ra mẫu mới thì nó hay lỗi thời. Giống như là Nguyễn R15 V4 này ra thì R15 V3, R15 V2 nó hết đường sống gì đó. Đó thì theo anh em đánh giá anh em chọn con nào đó, anh em cứ comment anh em thích R3 lướt hay là R15M mới thì cứ chọn. Thì đương nhiên nếu như hai con xe này lướt thì con xe này nó sẽ rẻ hơn rồi đó, con xe kia mắc hơn. Con này anh em mua bên mình là tiết kiệm được 30 mấy triệu, tại vì con này là biển Sài Gòn tới 130 mấy triệu mới có xe nha anh em. Đó là tiết kiệm được 30 mấy triệu rồi. Con này mua bên mình là tiết kiệm được 20 triệu xe lướt nha, thì nó như mới thôi, nó cũng can xà beng bóng như hột nhãn đó anh em hay nói gì đó. Đó rồi thì đó là cái clip của mình để cho anh em đánh giá chung, nhận xét chung về hai con xe. Còn anh em như thế nào thì nói anh em nghe, mình chơi là do mình đó, ai nói thì kệ ai, mình thích cái nào thì mình chọn, mình comment cái đó đó, rồi sau này mình mua đó. Hai con này thì ngầu đẹp, ok, con nào cũng có cái hay của nó. Mình chơi xe ở đây đó, mình phải nhận biết được là mỗi cái điểm hay của mỗi con xe, chứ không phải là chơi xe cứ ra đường là thấy xe bự, xe bô bự như là xe chạy nhanh là hay đâu, đâu có. Một cái chơi xe thực thụ của anh em là ngắm vào chiếc nào, mình phải nhận ra cái điểm hay được của nó và cái điểm yếu của nó và cái sở thích của nó đối với mình. Từ cho nên mình mới chọn cái cách là mình bán xe từ 150 tới 1000 này vậy đó anh em. Có những người họ bán 150 không, có những người họ bán 1000 không, nhưng mà mình thích chọn cách đó. Tại vì khi mà mình chọn cái cách này thì mình có thể quay được cho những anh em gần xa biết là xe này như thế này, xe kia như thế kia, người này mới tập chơi, người kia mới tập chơi, người này muốn lên cc, người kia muốn xuống cc đó. Và có chẳng hạn những người, có những người hả, mình chia sẻ cho anh em nghe. Rồi giờ cắt hai con này đi, hai con này vậy là xong rồi. Mình chia sẻ cho mình nghe nè, có những đi lùi lại đó. Rồi có những người, người ta đã chơi xe phân khối lớn rồi, người ta đã chơi mấy con xe bự ơi là bự rồi. Ví dụ con xe này, mình có xe này ta bự ơi là bự rồi, nhưng mà khi mà về cái tuổi già, khi mà bốn mấy tuổi người ta không có thùng được nữa, người ta mỏi quá rồi, người ta lại xuống cc, người ta lại xuống CB650. Tại vì CB650 một cái lựa chọn bốn mấy mà nhẹ nhàng đi trong phố, mà chở người ngồi sau rất là thoải mái. Cho nên đó là một trong những sự lựa chọn rất là hợp lý, chứ không phải là nhiều người lại ra thứ thấy sờ bọt ngàn, thấy cái gì là thứ dữ, chạy nhanh là thứ dữ, không có anh em. Mình chơi xe là để đảm bảo mạng sống đó, như mình có đủ mọi thứ đó. Tự nhiên giờ ra chạy bốc đầu bốc đít rồi lỡ có chuyện gì là hết hưởng luôn đó. Thì đó, mỗi người mỗi cách chơi, thì mình thích mình chơi từ 150. Tại vì biết sao mình nói cái này cho anh em nghe không? Tại vì có mấy đứa trên mạng á, này nó có chiếc 1000cc á anh em, cho mình bán mấy chiếc 150, 300 rồi á. Biết cái vô khị mình sao không? Nó kêu qua Shopee mấy thằng đó chuyên mấy chiếc 150 lỏ của nó, qua mua mấy chiếc 150 lỏ của nó. Đó là mấy cái idol mà được có được 1-2 xe 1000 á, lên khịa khác. Ở đây là mình chơi từ 150 tới 1000, mình muốn kết nối với nhiều anh em. Và đối với những dòng 150 nó vẫn có nhiều cái hay của nó anh em. Rất là nhiều cái hay, kể cả xe 100, 110, xe quay, những cái xe mà đẹp mà lạ mình vẫn thu về. Mình chơi theo kiểu là mình thích đó. Mình thích kiểu có thể so sánh nhiều xe, có thể đưa cho anh em nhiều cái giá trị khác nhau, nhiều cái sự chọn lựa. Đó ví dụ như hai con xe cũng là một cái sự mà anh em cũng phân vân mà không có ai quay cho anh em, là có nên chọn R15M mới hoặc là R3 cũ đó. Thì đó anh em tự quyết định cái quyết định của mình. Mình thích cái gì thì mình chơi cái đó, mình cảm thấy mình thoải mái là sao là được đó. Cái như mình bán xe từ 150 tới 1000 mình cảm thấy thoải mái lắm, kiểu như là mình đưa được tới cho anh em nhiều cái hay, nhiều cái mà anh em có thể vô kênh mình để anh em học hỏi được, đánh giá được và thực tế được, và sẵn tiện nó mình đem đến cho những anh em những con xe lướt nữa. Con xe anh em đi tiết kiệm, ví dụ anh em kinh phí anh em thích R15M đi tới 9 mấy triệu, thì nhưng mà trước khi anh em để dành mới có 7 mấy triệu thì anh em có thể suy nghĩ qua mình để mua xe lướt. Xe lướt thì đương nhiên nó sẽ không có hư hỏng gì đâu anh em đó. Thì đó là một cái sự lựa chọn cũng hay đó. Và như vậy
Rồi cảm ơn anh em nhiều ha. Vậy thôi mình kết thúc clip ở đây, để xíu nữa mình giao xe em R15M về với chủ mới đó. Và khi anh em nào có cần xe bán thì cứ inbox cho mình đó. Còn khi mà bên mình có hỗ trợ luôn, khi anh em mà đi xe mà cứ giữ xe đẹp hoài á, bên mình có hỗ trợ quay đầu cho anh em luôn. Còn có nhiều anh em đi xe chạy xe con người ta nát mà kêu mình quay đầu là mình đâu có quay đầu đâu anh em. Tại bên mình là chuyên xe can mà anh em, xe nào ok á, cảm thấy ok mà máy ngon máy xịn là mình sẽ quay đầu cho anh em, mình sẽ thu lại liền. Còn mà xe nào cảm thấy nó dập quá thì mình sẽ không thu nha anh em. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Anh em thấy hay là nhớ bấm like subscribe để mình cố gắng mình tìm nhiều mẫu xe về cho anh em, để anh em nghiên cứu giống mình.